đặc như này trên thị trường các bác nhà mình mua đấy, cái giá nó không dưới là 150 một cân các bác ạ. Đấy, còn hiện tại em đang bán cho các bác nhà mình giá chưa đến 80 một cân đâu. Đấy. Mà lại còn bao ship nữa. Các bác nhà mình đi mua kia nào là cọc. Đúng không ạ? Lại cọc mới lại cạch mới lại rồi là đủ các thể loại cả. Nhiều khi là đến nơi mà không không ngon nghẻ thì cũng phải là nhận hàng, nhưng mà cái gì? Nhiều khi là đến nơi không ngon nghẻ vẫn cứ phải nhận hàng không thì mất cọc. Có mùi gì không chú? À bác Hình, Huỳnh Cận ơi, cái này là mùi mùi này mùi ngọt này, mùi mùi sâm mật ong đấy. Ngọt lắm các bạn. Ngọt êm mũi. Đấy, ngọt êm mũi. Cái phôi này nếu mà đánh ra thì có khi là tuyết các bác nhà mình chơi gọi là cả một vườn luôn. Có cây to hơn không? Em hình như là còn cây to hơn đấy, còn cây to hơn nhưng mà em hiện tại chưa bới được. Chưa 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 lấy ra được, nhưng mà cái cây này khá to anh trai ạ. Đấy. Còn cái cây to như hôm nọ thì hơi hốt. Đấy, anh hưởng ô tô này thì anh ấy đấy, anh thích chơi cây to các bạn. Anh này thích chơi cây to mà. Hôm trước mang cho anh ấy gỗ thì anh ấy bảo bắn cọc cho. Cái đống này thơm nhỉ. Cái mùa này các bác, cái mùa này nó mưa mưa gió gió như này này. Gỗ Ngọc Am rất là thơm nhỉ. Mưa mưa gió gió. Hôm nay có bác bảo là bác ấy mua cục có trăm mấy nhỉ? 250. Bác còn đang bảo là thơm quá. Thơm quá, có cách nào hết thơm không? Em không biết là trả lời như nào bây giờ đây. Anh Hưởng ạ, có khi là em phải bới từ từ. Nhưng mà em thấy cái cây kia nó rất là ok. Rất là ok đây anh ạ. Cây này nếu bác nào thích hàng vừa vừa nhiều tay cũng ok. Còn bây giờ em lên cho bác nhà mình một cái hàng mà lâu lắm em không lên. Đấy là cái rễ xoắn bác. Đây có mấy cái rễ xoắn đặc. Đây này. Tí hình nộ đầu ra sau. Các bác chung để cắt đi, em lấy đoạn đuôi chịu giá cao hơn để em tiện cái hồ lô. Đấy, có bác nào chung với lại bác Bá Thắng Vũ cái hồi to kia không nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Ăn đụng à? Hấp đụng. Bác nào kháp đụng cái phôi đấy thì giao lưu với bác Bá Thắng Vũ nhé. Đây này các bác nhà mình ơi, đây nó là một cái phôi rễ này, một cái phôi rễ đặc dáng xoắn này. Có khúc phôi đặc nào đường kính 15 cm không em? Phôi đặc đường kính 15 cm à? Đợi một lát nữa em tìm cho nhé. 15 cm. Đây này có phôi này này, nhưng mà nó ấy các bác ạ. Phôi này thì 22. Phôi này thì đầu dưới là đặc này, đầu trên cũng hơi đặc một tí. Đấy thì sau em lên thôi nhá. Bây giờ em giới thiệu cho bác nhà mình cái phôi xoắn này đã. Lâu lắm thì chúng ta mới thấy cái này xuất hiện đúng không? Đấy, hàng xoắn này thì bị săn nhiều lắm các bạn. Hàng xoắn này bị săn rất là nhiều. Đa phần là chậm tay thì trâu chậm không có nước mà uống, chứ đừng có nói là đến nước đục. Nhưng mà hôm nay em thấy xuất hiện. Đấy, hàng rễ xoắn như này thì cực kỳ ít, chả mấy khi có. Hôm nay lên cho bác nhà mình. Tạc
hai cái xem mùi thơm nó như nào.